Thưa quý vị, ngày 26 tháng 11 năm 2022, tại hội nghị toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mai Nhai tại danh thắng của Hòa Sơn được công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là niềm vinh dự đối với thành phố Đà Nẵng nói riêng cũng như Việt Nam nói chung. Phóng sự sau của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV có thể giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về di tích Mai Nhai này. Mai Nhai tại danh thắng của Hòa Sơn là một hệ thống gồm 78 văn bản bằng chữ Hán và chữ Nôm, Hán Nôm, được khắc trên vách đá và hang động của danh thắng của Hòa Sơn. Tại động Hoàng Kim có 20 Mai Nhai, động Huyền Không hiện đang lưu giữ 30 Mai Nhai, trong đó có ngựa bút của vua Minh Mạng, Huyền Không Động. Động Tàng Chơn có 20 Mai Nhai, động Vân Thông có 2 Mai Nhai, động Linh Nham có 3 Mai Nhai. Tại hang Vân Căn Quyệt Quật, động Thiên Phước Địa, hang Vân Quyệt Cốc có 3 bia Mai Nhai ngựa bút của vua Minh Mạng năm 1837, khắc ghi tình hàng động. Trong đó là có 2 cái bia Mai Nhai á, phải nói là nằm ở cái động Hoa Nghiêm và cái động Văn Thông là trên dưới 400 năm. Còn hầu hết các cái Mai Nhai còn lại là đã trên 100 năm hết. Cho nên đây là một cái vấn đề rất là quý. Cái sự gìn giữ này cũng phải được cần thiết và rất là coi trọng vấn đề này. Mai Nhai tại danh thắng của Hòa Sơn có nội dung đa dạng, hình thức độc đáo cùng như thể loại văn học của các vị vua quan triều Nguyễn, cao tăng, trí thức, có niên đại trải dài từ nửa đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Đây là nguồn sử liệu quý giá cung cấp các thông tin đặc biệt từ quá khứ. Theo nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiến, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng, hệ thống Mai Nhai tại ngũ hành sơn giúp cho hậu thế nắm được lịch sử phát triển của vùng đất ngũ hành sơn. Và qua đó thì chúng ta có thể khẳng định rằng từ nửa sau của thế kỷ 15 thì ngũ hành sơn đã trở thành một trung tâm Phật giáo lớn của đằng Trao. Và đến khoảng đầu thế kỷ 17 thì ngũ hành sơn đã trở thành một trung tâm hành hương Phật giáo nổi tiếng. Đối với cái trung tâm Phật giáo đằng Trao thì có thể nói là ngũ hành sơn đã qua các Mai Nhai thì đã thể hiện là đã thu hút không chỉ là khách hành hương ở trong nước mà còn là một số khách hành hương ở nước ngoài, tức là có yếu tố quốc tế. Và các cái tu sĩ Phật giáo đến hành đạo ở ngũ hành sơn thì không chỉ là các tu sĩ trong nước mà còn có một số tu sĩ đến từ các nước khác. Đặc biệt, Mai Nhai tại ngũ hành sơn còn phản ánh mối quan hệ giao lưu, tiếp xúc văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam với các quốc gia Đông Á, hệ tư tưởng chính trị, nho giáo của triều Nguyễn và các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, lịch sử về giai đoạn phát triển thịnh vượng nhất của thương cảng Hội An và giao lưu hàng hóa khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và góp phần làm sáng rõ thêm về quan điểm sống, nhân sinh quan của các nhân vật có ảnh hưởng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Có thể nói, Mai Nhai tại ngũ hành sơn rất có ý nghĩa, cho nên cần được bảo tồn và phát huy hơn nữa trong thời gian tới.